Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái kèo rất là ngon đến từ một cái sàn Remitano, một cái sàn mua bán Bitcoin trao đổi tiền điện tử nha các bạn. Thì sàn Remitano thì các bạn dân chơi coin nào ai cũng biết cái sàn này nha các bạn. Thì hiện tại sàn này nó có một dự án là khai thác token Renit, là một token của sàn Remitano luôn các bạn. Thì sau này token này nó sẽ cho các bạn sẽ swap trên sàn này luôn ha. Hay là nó ship sàn nào mình sẽ thông báo sau cho các bạn nha bạn. Thì để đăng ký để đào được con token này, các bạn cần click bằng link mô tả dưới video mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn Remitano các bạn. Thì các bạn chưa có tài khoản bấm vào đăng ký nè. Thì đăng ký khá là dễ dàng luôn các bạn. Các bạn chậm xíu nha các bạn. Các bạn có thể đăng ký bằng Google, Facebook, email hoặc là ấy các bạn. Còn mình có tài khoản rồi mình đăng nhập các bạn. Các bạn đăng ký email mật khẩu rồi vào email confirm các bạn, mình có tài khoản mà đăng nhập luôn các bạn. Sàn Remitano mình có lâu rồi. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn thấy chữ khai thác token Renit. Rồi cách khai thác thì các bạn tải ứng dụng Remitano và đăng ký với tư cách người dùng. Bước 2 hoàn thành xác minh, rồi bước 3 đăng nhập ứng dụng vào hàng ngày. Rồi cái này các bạn cần phải tải app, các bạn đăng nhập vào nha các bạn. Để mình tải app các bạn. Sau khi các bạn tải app Remitano, các bạn đăng nhập xong thì các bạn chọn Minin nè các bạn. Minin G Remitano nè. Các bạn bấm vào mục khai thác nè các bạn. Ồ, bạn đã khai thác thành công thì tốc độ nó sẽ đạo nè các bạn. Sau 24 giờ các bạn bấm vào mục khai thác nè các bạn. Nè, sau 24 giờ nè các bạn. Ok, rồi các bạn chỉ việc bấm vào mục mời bạn bè mà lấy link giới thiệu mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng tốc độ đạo thêm nè các bạn. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC và rút cái đồng token này về các bạn, mua bán các bạn. Ok, như vậy là video mình đây cũng kết thúc các bạn. Mình hết pin rồi, máy hết pin rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.